Rồi chúng ta đến với trận đấu tiếp theo bên phía đối bạn là ai là gì nhỉ? Qatar và AC à? Mình như là Qatar và AC. Bởi mình là Per AC. À Qatar và Per chứ. Rồi như vậy là bên phía đối bạn là Qatar và Persian. Bên mình có một AC của Gunny và một Persian nữa là của game thủ bé mập. Persian của bé mập thì đã có bầy hiêu 7 rồi. Vừa vào thì thấy bầy hiêu 7. Gỗ đầu là rất rất gần. Mãi thì rất rất xa. Bây giờ thì rất rất gần. Màn hình máy của game thủ Persian của Hồng Anh có một bầy hiệu 7 dành cho Per. Không có gì thích hơn là Persian mở mắt ra thấy bầy hiệu đầu của mình là bầy hiệu 7 con cả. Lát nữa thì thấy thêm 3 con voi nữa và một hiệu 7 nữa thì sẽ là mát máy nhất. Thế nhà dốc rách này tôi cũng không muốn là có quá nhiều voi, chỉ cần có 3 con voi thôi, không cần nhiều. Quay sang mình máy của game thủ Gunny. Ê trời ơi, đủ đồ. Đã đủ đồ. Con voi, đôi voi, ba voi. Liên tục đếm. Ba voi dành cho AC và một bãi quả phụ. Ui, hai bãi quả phụ á. Kinh dị vậy. AC ba quả, hai à ba voi. Bảy với vàng trong độ khoảng bấy nhiêu đầu đâu nhỉ? Bấy nhiêu đầu cạnh cánh rừng già và giữa bãi quả và cánh rừng. Liệu phải không? Khi mà tôi thấy vẫn còn một chấm đen ở trong đó. Một bài rất khỏe dành cho AC rồi. Bằng này đồ là khỏe rồi, không cần thêm. Tuy vậy là Gunny vẫn đang cắt một chân đi dò. Quay sang Persian. Có một bầy hiêu ở đây, bầy hiêu 5. Phía trên có cái gì? À cũng có bầy hiêu nữa này. Ui, toàn ăn hiêu. Bầy hiêu đầu 7, bầy hiêu phía trên 5 và bầy hiêu này 4. Vậy là 7 cộng 5 12 và cộng 4 là 16. Ăn 16 con hiêu. Bãi quả đầu xấu quá. Bãi quả đầu nó đẹp tí. Đây là bãi quả phụ. À không, bầy hiêu này 6. Bầy hiêu này 6 con chứ không phải là 5 con. Lượng thực đã đủ rồi. BL và BM. Kích 94x. Quay sang Gunny. Gunny ăn tranh với mùa 3. Và theo tôi đoán thì mùa 3 là bài nghiệt. Đúng không? 13 giò bao nhiêu phần trăm? Thôi quay lại với cả Per đi. Per có con giò rồi. Chuẩn bị nâng cái công luôn. Có giúp vào nhà Gunny ăn bầy hiêu không em? Nhà Gunny còn bầy hiêu đâu. Chắc là Gunny không ăn đâu. Không như vậy ăn vàng ở đây.
ăn vàng gần nhà gần đi. Các bạn muốn xem Quân thì kéo xuống phía bên dưới phần không chat kỹ thuật. Bây giờ là mình nhắc lần thứ tư rồi, vẫn các bạn hỏi đi hỏi lại thôi, nhưng vẫn phải nhắc. Gặp nhà màu 5 Kata, con giò công tủ của Pơ đây. Thi đấu đi em, chọc nhiệt tình vào. Hai dân tội ra đi. Ôi đừng cố mất giò đấy, đi giò dân ăn hoang. Bãi gỗ bãi vàng của họ đây rồi, còn bãi ăn hoang nữa. Chưa thấy gì cả. Quay sang Gandhi rồi. Gandhi 27/36. Bò bế cực rộng. Chỗ này kín chưa nhỉ? Mong là kín rồi. Bài Gunny bo bế 1/4 bản đồ luôn. Còn Persian à? Bạn cũ vẫn tính gì? Rồi, như vậy là thông tin một chút dành cho các bạn tham gia dự đoán. Thì alo, vâng, như vậy là C4/3 vừa rồi, C4/2 vừa rồi thì cũng đã khóa bàn. Nhưng mà các kỹ thuật viên của chúng tôi tạo thêm bàn thì lại tạo nhầm vào cái trận C4/3. Các bạn yên tâm là khóa chuẩn. Vâng, tôi đã khóa rất chuẩn. Nhưng chỉ tạo nhầm hai cái bàn C4/2 thêm thôi. Và tôi vừa hủy hai cái bàn đấy rồi. Hủy hai cái bàn đấy và đã trả lại gờ cho các bạn. Còn hai cái bàn C4/2 cũ thì vẫn giữ nguyên và tính như bình thường, không vấn đề gì cả. Và các bạn có thể vào bàn C4/3 ngay sau đây. Rồi, quay trở lại trận đấu mạnh mẽ của AC Rian. 38/52. Vừa quay lại cái đội bạn đi sai. Một AC và một Pơ. Bên kia Kata, Pơ thì tôi hoàn toàn chẳng có cửa nào cả. Nhà Pơ không chém được AC. Và cánh bên kia thì cân pheo nhau thôi. Cũng gọi là cân nhau thôi. Hồng Anh khỏe hơn một chút. Và đội bạn đã đi sai rồi. Liên Quân là người giành chiến thắng trong trận thi đấu này. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 3 của trận thứ 4. Lại dẫn 2-0 này. Đánh cái lồng như đánh hay. 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 Đánh cái lồng như